rất khổ của trong cái cuộc sống của mình anh cuộc cảm ha. của mình. Bây giờ biết làm sao bây giờ. Câu vào bằng Rồi. mình để Nhưng mà nếu mà có xe lăn anh còn vẫn còn ngồi được, đi bình đi được anh ha, đi mình ngồi rồi mình có cái tay của mình còn hoạt động được chứ ha, còn còn bay được được chứ hả. được Xe lăn thì mình có thể là lăn đi vòng vòng ở đây được anh ha. được Nếu mà quý vị của mình, quý quý vị của mình á, có thương cảm rồi giúp đỡ cho ảnh được một cái xe lăn mới mới cũng được quý vị ơi, thấy cũng tội chứ, ngồi cái xe này là xe tự chế bằng sắt quý vị, cho nên không có đi xa được đâu, chỉ ngồi lăn lăn đi vòng vòng ở trong nhà gì thôi quý vị nè. Xe lăn của ảnh là như vậy đó quý vị, dạ chứ không có xe lăn. Từ đó giờ là không có Quý Mạnh Thường Quân của nào, không có biết Quý Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ anh được một chiếc xe lăn hả? đó có Hồi đó có hả? một chiếc Rồi hư rồi hả? rồi sau này tôi mới đi bán vé số. À vậy hả, có xe lăn ngồi rồi mới bắt đầu mình đi bán vé số đó hả, rồi bắt đầu từ cái Từ bị tai xe nạn luôn đụng tới tới bây giờ giờ luôn là không có nữa, là không có xe lăn cũng không có. gì chứ. Rồi hồi đó mình bị tai nạn như vậy, bên bên người mà đụng anh á, người ta có trả tiền, người ta có giúp đỡ mình về cái phần gì không anh? Ta có giúp đỡ mình về cái như Cũng có mà à, cũng có mà ít ha. Rồi từ cái khi đó tới giờ luôn á, từ hồi đó tới giờ luôn, từ khi khi mà bị tai nạn tới giờ luôn là anh không có ngồi, gì không có xe lăn để ngồi đi luôn á không ha, cứ vậy luôn. chỉ Trời ơi. là ngồi ghế trên này thằng anh tôi mới chế À thằng em, người em chế cho anh để ngồi tạm như vậy thôi. thì nó chết rồi. Thằng À vậy hả? Rồi quanh quanh ở đây anh có anh em ruột nào không? Anh chị em ruột không nào không? Không có có ai hả? được Chỉ có quen biết như vậy ở trong chòm xóm mình như vậy thôi ha. cũng như mình sống với chồng sớm nghĩa ăn thua mình đỡ chuyện ra rằng hoàng người Rồi. ta thấy mình tội nghiệp. Rồi. Rồi được rồi anh ha, nếu mà anh nói là anh không biết nói gì để cho Quý Mạnh Thường Quân của mình nghe thì nãy giờ Quý Mạnh Thường Quân của mình cũng có nghe rồi, cũng đã hiểu một phần nào về cái hoàn cảnh của anh rồi. Ha. Giờ Vinh thì cũng xin chia sẻ tới đây thôi. Nha. Xin chia sẻ với anh tới đây thôi. Đây hả? Đây là bà xã của anh đó hả? Đúng Con ngồi đi. Nãy giờ con tại qua thôi. ngon đề À, điện đúng rồi, đúng rồi con. tại này Rồi. tại vì nó có nhà tôi nó nói kịp Dạ. tôi Rồi rồi. Đây con, rồi cô đi đâu mới về vậy? nhà cháu. Đi nhà cháu hả? Rồi. Rồi, sẵn rồi gặp bà xã của ảnh rồi, Vinh xin Nhà chia cháu sẻ mới thêm chút về. xíu nữa đi. Bà ơi, bà có thể nói lại là bà tên gì không? Tôi Tên nói là lớn lớn tôi là không có lỗ thể tai chia không sẻ nghe. một chút xíu là bà tên gì ạ? Lâm Thị Sủ Bà Sủ ha. Rồi bà được bao nhiêu tuổi rồi nè? 75 tới tôi 75. 75 Dạ 75. 75 8 75 chắc chắc nhiều hơn có không chừng gặp ông bốn đứa con á. Dạ. Rồi, hồi nãy giờ con cũng đi đây từ nãy giờ rồi nhưng mà không có gặp bà ở nhà ha. Con đi từ nãy giờ rồi nhưng mà không có gặp bà ở nhà. Bây giờ mới được gặp. Rồi bây giờ con thôi con hỏi chút đỉnh như vậy thôi, tại vì nãy giờ con nói chuyện với ảnh hết rồi. Con hỏi thăm hết rồi, con hỏi về hoàn cảnh thế này thế kia là con cũng đã hỏi hết rồi. Rồi bây giờ con đi như vậy á thì nãy con đã nói với ảnh rồi. Con có một bao gạo ha. Con có một bao gạo với lại 500 ngàn tiền mặt. Dạ một bao gạo này là có một chị ở Mỹ á. Chị có tên là chị Mến. Chị Mến. Chị hỗ trợ cho gia đình của cô của bà. À một bao gạo 10 kg ha. Bao gạo này là 10 kg. Rồi 500 ngàn là tiền mặt là của một
Quý Mạnh Thường Vân là hiện tại cổ đang sinh sống ở Trung Quốc ha, ở Trung Quốc ha. Cổ nhờ Vinh á hỗ trợ cho gia đình bà 500.000. Vậy gửi lời cảm ơn cô đó nha. Rồi, cô đó tên là cô Thảo. Thảo à? Thảo, dạ, bà có thể gọi bằng cháu. Cháu Thảo ở Trung Quốc á. À. Cũng là người mình ở đây. Người ở Xin Cán á. Ừ, người ở ngoài Xin Cán á. Ha. Người ở ngoài Xin Cán mình á. À, ở Xin Cán. Rồi có gia đình ở bên đó. À. Rồi mới nhờ Vinh cầm 500 ngàn này đó, gọi cho gia đình của bà. Rồi còn gạo thì người khác, gạo thì chị Mến ở Mỹ, còn tiền thì của Thảo hiện tại đang có gia đình ở ngoài Trung Quốc, thế thôi ha. Giờ bây giờ như vậy bà có cần nói gì thêm không? Bà có cần nói gì thêm với Quý Mạnh Thường Vân của mình không? Bà cứ nói đi, con đang thu nè. Tôi nói gửi lời cảm ơn. Rồi, gửi lời cảm ơn. Giúp đỡ gia đình tôi. À. Rồi vậy ha. Nãy giờ Vinh cũng đã chia sẻ hết nhiều rồi, cho nên Vinh không có gì để hỏi nữa đâu ha. Rồi như vậy thì Vinh cũng xin cảm ơn quý vị của mình, Quý Mạnh Thường Vân thường xuyên theo dõi và thường xuyên giúp đỡ cho Vinh được phần nào đó để mà chia sẻ với quý bà con cô bác của mình á, mà đang gặp khó khăn hoặc là bị đang bị bệnh hoạn như thế này nè, thì Vinh cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều trong thời gian qua luôn giúp đỡ mà và chia sẻ với Vinh để cho Vinh đó lấy được một số tiền đó để đi chia sẻ với quý bà con của mình đó, đang gặp khó khăn này kia đó hoặc là bệnh hoạn gì đó, thì Vinh cũng rất là cảm ơn. Dạ, rồi Vinh cũng xin cảm ơn bà nha. Rồi anh Ngôn ha. Bây giờ em chia sẻ lên nếu mà có Quý Mạnh Thường Quân nào đó. Chú ở thành phố lần à? Con ở ngoài biển kìa, Xin Cán thôi. Xin Cán à? À đúng rồi. Con ở ngoài biển ở Xin Cán thôi. Rồi. Như vậy được rồi bà ha. Con sẽ kết thúc cái clip này. Rồi con chia sẻ lên nếu mà có Quý Mạnh Thường Quân nào đó có đồng cảm với gia đình của bà. Thì Quý Mạnh Thường Quân của mình có thể hỗ trợ hoặc là giúp đỡ cho gia đình bà ha. Nếu mà mình không có duyên ha. Nếu mà mình không có duyên với Quý Mạnh Thường Quân thì con cũng không biết phải nói gì sao ha. Khi mà con có đến nữa ha, nếu mà khi nào bà thấy con đến nữa thì có Quý Mạnh Thường Quân của mình giúp đỡ. Còn nếu mà không thấy con đến nữa là biết là mình chưa có duyên với Quý Mạnh Thường Quân của mình nha bà nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn bà nhé, cảm ơn anh Ngon nhé. Rồi, rồi 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 rồi, chào quý vị nhé. Tại vì thằng Ngon đó là cháu tôi.